5 địa điểm trốn thành phố du lịch mùa xuân tuyệt vời nhất. Năm hết Tết đến, khi người người nhà nhà đang sống những ngày cuối cùng của năm cũ, tất tả lo toan chuẩn bị đón Tết, thì cũng có rất nhiều người xem cái Tết là dịp để nghỉ ngơi, xả hơi sau những ngày làm việc lao động căng thẳng. Cả năm chỉ có một cái Tết thôi, nhưng nếu quá chán ngán các lễ lạc, phát ngấy dễ cơm ăn đồ ăn Tết, thì bạn cũng có thể lên đường ngay ngày đầu năm mới. Một chuyến đi ngắn ngày sẽ giúp bạn trốn thành phố để du lịch mùa xuân thật thú vị trước khi quay lại làm việc đầu năm. Vậy thì nên đi đâu vào mùa xuân ở Việt Nam nhỉ? Một là lên Hà Giang ngắm cao nguyên đá nở hoa. Cao nguyên đá nở hoa chắc chắn là cụm từ chuẩn xác khi nói về Hà Giang mùa xuân. Ai bảo Hà Giang lại có quá nhiều loài hoa như vậy, nào là cải vàng cải trắng, đào mận khoe sắc, đến cả hoa dại cũng hòa chung nhịp đập xuân sang. Tam giác mạch không còn khi xuân tới, nhưng sắc đào hồng thắm vẫn đang dậy gọi bạn đến nơi đây. Cao nguyên đá mùa xuân trời vẫn xanh ngắt, nắng nhẹ nhàng mang theo hương trần gió núi, cảnh núi non hùng vĩ, cung đường đèo uốn lượn từ Quảng Bạ, Yên Minh, Lũng Cú, Đồng Văn, vào sâu hơn Sâm Cung, Sơn Dĩ, đường gập ghềnh mậu duệ du già, cung đường mùa xuân đến với Hà Giang mang những tâm hồn xích lại gần nhau. Hai là ghé xứ Huế mộng mơ ăn cây nói nặng. Nếu muốn cảm nhận rõ nét nhất cái Tết truyền thống của Việt Nam từ thuở xa xưa thì không đâu thích hợp bằng xứ Huế. Chốn cung đình cho tới nếp nhà dân đều nhuốm màu cổ kính rêu phong, vẻ trầm mặc dường như chưa bao giờ biến mất. Huế không hề buồn như người ta hay nói, ở Huế nhịp sống chậm hơn, thấm hơn cái tình người và văn hóa dân tộc Việt Nam. Huế một sớm mai sương động trên cành lá, ánh mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ đưa hững hờ làn nước dòng Hương Giang, xuân ở đây thật nhẹ nhàng, bình yên làm người ta thanh thản tâm hồn. Ba là đi Đà Lạt đắm chìm trong muôn hoa. Đến Đà Lạt du lịch ai cũng sẽ nói với bạn, xuân chính là thời điểm Đà Lạt đẹp nhất, đẹp đến nỗi cô bán cà phê quyết nghỉ buổi chiều chỉ để đi dạo ngắm chợ hoa đầy màu sắc. Đến nỗi bước chân ai bỗng chậm lại ngẩn ngơ trước hồ xuân hương lấp lánh trong nắng vàng. Đến nỗi cây lá xanh mơn mởn bị gió lay như treo vui hát mừng mùa xuân. Không còn những cơn mưa trả trích động đảnh như thiếu nữ mới lớn của tháng trước đó. Mùa xuân Đà Lạt tiết trời trong trẻo dễ chịu vô cùng. Giống như ta chỉ hận không thể đóng gói không khí nơi này mang theo về nhà. 4 là trốn mùa đông ở biển Đinh Chữ. Xuân miền Bắc sẽ kéo theo giá rét, kéo theo mưa phùn, khiến cái lạnh càng thêm dài. Đi biển trốn mùa đông sẽ là ý tưởng hay ho, nhất là khi bạn sẽ được đắm mình vào nước mát trong nắng vàng như của mùa hè, được thả hồn vào biển xanh vắng lặng xua tan mọi muộn phiền của cuộc sống. Biển Ninh Chữ, Ninh Thuận sẽ đáp ứng cho bạn đầy đủ những gì bạn cần trong một chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Biển miền Trung xanh trong in bóng trời cao, còn bờ cát trắng trải dài cho cuộc dạo chơi thêm phần ý nghĩa. 5 là dạo phố phường thủ đô mùa xuân mới. Ai đã từng ghé Hà Nội vào nhiều thời điểm trong năm đều công nhận một điều rằng Tết là khi mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến đầy Hà Nội nhất. Đường phố vắng vẻ và sạch bông hiếm thấy bóng người qua lại, cờ đỏ treo cao trên các khu nhà tập thể và các ngõ nhỏ xinh, người ta cười vui chúc nhau ngày Tết, nhà nhà quây quần bên bữa cơm gia đình ngày đầu năm mới. Hà Nội khi ấy quá khác biệt với vẻ xô bồ nhộn nhịp của ngày thường với muôn dân tứ xứ đổ về. Xuân Hà Nội đẹp lạ, yên bình đến lạ, nhẹ nhàng đến lạ, là điểm lý tưởng đón xuân mới. Đất kinh đô cũ với nền văn hóa lâu đời chắc chắn sẽ cho bạn một chuyến du xuân đáng nhớ. 5 địa điểm trên chỉ là gợi ý tiêu biểu cho chuyến du lịch mùa xuân trốn thành phố. Bạn có thể tự tìm cho mình những điểm đến khác phù hợp ở khắp nơi, kể cả du lịch nước ngoài vào dịp Tết. Miễn là bạn có được sự thoải mái, an nhiên để đón năm mới vui vẻ tràn ngập hạnh phúc.